Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh tin tức của Sóng TV. Các bạn thân mến, mới đây nhất vào ngày 9 tháng 10, Triều Tiên cảnh báo việc Mỹ tái triển tàu sân bay tác động tiêu cực tới an ninh khu vực, đồng thời khẳng định các vụ thử tên lửa gần đây là phản ứng chính đáng. Các bạn thân mến, việc tái triển khai tàu USS Ronald Reagan là một sự kiện gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến tình hình khu vực, một phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết. AP đưa tin ngày 9 tháng 10. Các lực lượng vũ trang Triều Tiên đang nghiêm túc tiếp cận những diễn biến đáng lo ngại hiện nay, ông nói thêm. Phát ngôn viên này cũng cáo buộc sự trở lại của tàu USS Ronald Reagan là một kiểu lừa gạt về quân sự, đồng thời khẳng định Triều Tiên đã có phản ứng chính đáng trước các cuộc tập trận chung đầy tính khiêu khích và đe dọa của Mỹ và Hàn Quốc. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên được đưa ra một ngày sau khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan bắt đầu một đợt tập trận hải quân mới với các tàu chiến Hàn Quốc ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo. Tàu Ronald Reagan và nhóm tác chiến đã quay trở lại khu vực sau khi Triều Tiên bắn một quả tên lửa tầm trung qua lãnh thổ Nhật Bản vào đầu tuần này. Trong một tuyên bố hôm ngày 6 tháng 10, Hàn Quốc cho rằng động thái tái triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ là rất hiếm, nhằm thể hiện quyết tâm của liên minh Mỹ-Hàn trong việc đáp trả mạnh mẽ mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên. Nikkei Asia đưa tin, Triều Tiên coi cuộc tập trận của quân đội Mỹ-Hàn là cuộc diễn tập tấn công và đặc biệt nhạy cảm nếu các cuộc tập trận này có sự xuất hiện của các thiết bị chiến lược từ Mỹ, chẳng hạn tàu sân bay. Trong hai tuần qua, Triều Tiên đã bắn 10 tên lửa đạn đạo qua 5 vụ phóng, gia tăng tốc độ thử vũ khí kỷ lục của nước này trong năm nay vào ngày 9 tháng 10. Một ngày sau khi cảnh báo của Bộ Quốc phòng Triều Tiên được đưa ra, nước này đã bắn thêm 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển đông của nước này ngày 9 tháng 10 sau khi cảnh báo mạnh mẽ về sự trở lại của tàu sân bay Mỹ trong khu vực. Vụ phóng tên lửa xảy ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo việc tái triển khai tàu sân bay của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Có thể là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện hai vụ phóng tên lửa vào từ 1 giờ 48 đến 1 giờ 58 sáng ngày 9 tháng 10 từ thành phố ven biển Muncheon ở phía đông bắc Triều Tiên, theo AP. Phía Hàn Quốc cũng khẳng định quân đội nước này đang tăng cường giám sát và duy trì sự sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Thứ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino cũng xác nhận các vụ phóng, nói rằng các hoạt động thử nghiệm của Bình Nhưỡng là hoàn toàn không thể chấp nhận được vì chúng đe dọa hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế. Theo lời ông Ino, loại vũ khí vừa thử nghiệm của Triều Tiên có thể là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Chúng tôi đang tiếp tục phân tích chi tiết về tên lửa, bao gồm cả khả năng chúng được phóng từ bờ biển, ông Ino cho hay. Việc Triều Tiên theo đuổi khả năng bắn tên lửa từ tàu ngầm sẽ tạo thành một bước phát triển đáng báo động đối với các đối thủ. Vì các vụ phóng như vậy thường rất khó phát hiện trước hơn, Triều Tiên được cho là đã phóng thử tên lửa từ tàu ngầm lần cuối hồi tháng 5. Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản đánh giá tên lửa đã bay khoảng 350 km và đạt tốc độ cao từ 90 đến 100 km trước khi rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị cho quan chức thu nhập và phân tích tất cả thông tin có thể và cập nhật về vụ thử. Văn phòng của ông cho khẳng định cũng như đang tìm cách đảm bảo an toàn cho tất cả máy bay và tàu trong vùng biển xanh của Nhật Bản và chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra. Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các vụ phóng không gây ra bất kỳ mối đe dọa tức thời nào đối với nhân viên hoặc lãnh thổ của Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, cơ quan cho hay các vụ phóng tên lửa làm nổi bật tác động gây mất ổn định của chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp của Triều Tiên. Cơ quan nhấn mạnh thêm, Mỹ vẫn cứng rắn cam kết bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản. Với diễn biến như thế, phía Mỹ đã cảnh báo vụ phóng tên lửa mới nhất là lần thử vũ khí thứ 7 của Triều Tiên trong vòng 2 tuần qua và vừa diễn ra vài giờ sau khi Mỹ và Hàn kết thúc 2 ngày tập trận ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan và nhóm tác chiến. Nhóm tàu đã được tái triển khai trở lại khu vực này sau khi Triều Tiên bắn một quả tên lửa vào vùng biển của Nhật Bản vào tuần trước, được cho là nhằm phản đối cuộc huấn luyện trước đó của nhóm tàu sân bay với Hàn Quốc.
hôm ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo việc tái triển khai tàu Reagan đang gây ra một làn sóng tiêu cực đáng chú ý trong an ninh khu vực. Bộ này gọi các vụ thử tên lửa gần đây là một phản ứng chính đáng trước các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ. Triều Tiên coi cuộc tập trận của quân đội Mỹ và Hàn Quốc là một cuộc diễn tập đe dọa và các cuộc tập trận như vậy đặc biệt nhạy cảm khi các thiết bị quân sự chiến lược của Mỹ như tàu sân bay. Triều Tiên nói rằng họ buộc phải theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã nhiều lần nói rằng họ không có ý định tấn công Triều Tiên. Các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến ở trên cũng như tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cùng phe đồng minh là Mỹ? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.